Hai xin mến chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh là Cây Cảnh Mini Giá Rẻ. Và hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2021. Thì hôm nay con lên là 4 lô ở Hầm Ngọc Mai nha cô chú anh chị. Một lô như thế này thì con giao lưu 300k, còn một lô giao lưu 500k, một lô 400, dưới lô 760k. Thì con xin giới thiệu cụ thể ha. Thì lô đầu tiên như thế này, con xin lấy cái giấy bút lông con so sánh nha cô chú anh chị. Đó, giấy bút lông này thì cỡ ngón tay cái con ha. Đó. Thì chiều cao mấy em này là tầm khoảng là 25 cm. Đó. Lô số 4 có 4 cây. Thì lô này con xin cho lô giá 300k. Lô này lô mini nha cô chú anh chị. Đó. Đây. Cái gốc của nó là cỡ ngón tay trỏ con ha. Cỡ ngón tay trỏ con. Cái này thì cỡ ngón tay út con. Nó cả đều là mini hết. Cái này thì gần xếp xếp bằng ngón tay cái con nè. Xếp xếp gần bằng ngón tay cái ha. Cái này thì cỡ ngón tay út. Nói chung là bốn em này là bốn em mini đó, Hồng Ngọc Mai. Cái này mình vô chậu nhỏ nha cô chú anh chị. Nó vô chậu nhỏ sẵn rồi, tại vì nó là mini mà. Rồi lô số 4 này con xin vô lưu giá 300k nha cô chú anh chị, Hồng Ngọc Mai ha. Rồi tiếp theo lô số 5. Rồi, lô số 5. Đây là cây đầu tiên của lô số 5 ha. Cây này thì chiều cao tầm khoảng là 25 cm luôn cô chú anh chị. Đây, con lấy ngón tay cái con so sánh ha. Thì cây này cũng thấy khá là to hơn ngón tay cái con. Đó. Khá to ha. Tròn tròn, cái này gì mình vô chậu là mình chơi liền luôn nha cô chú anh chị. Mình chỉ cần cắt tròn 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 con tròn tròn thôi. Còn cái này thì nó rất là to nha. Đây, cái này nhìn từ mặt này nè, khủng luôn, cỡ ngón giò cái à. Đó. Nè. Tại vì ở hai bên đây nó ra hai cái rễ nè, nên nó dưỡng cái chỗ đó rất là bự nha cô chú anh chị. Dưỡng khúc trên rất là bự. Nói chung là cái này quái à. Nói chung là con quen tay nhìn rất là khó ha. Có cái này bự thì con xin quay hơi kỹ cho lâu lâu một tí. Đây, lấy cái đầu bự dưới bút lông so sánh nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số 5. Cây số 2. Rồi tiếp theo là cây này, cây hai thân. Hai thân. Cây này thì gốc nào cũng vậy. Thân nào cũng vậy, cỡ ngón tay trỏ ha. Nó cỡ ngón tay trỏ con. Còn cái gốc thì nó cũng to lắm. Gốc này cỡ bự hơn ngón tay cái nè. Cỡ ngón giò cái luôn nha cô chú anh chị. Thật sự cái gốc này cỡ ngón giò cái luôn á, rất là to. Tại vì hai thân nó dính lại. Nhưng mà nó vẫn là một cốt cho cô chú anh chị, rồi lên đó nó hai thân. Trên cái gốc rất là to. Rồi tiếp theo là cây cũng cây trong lô số 5 luôn. Bự hơn ngón tay cái ha. Rồi. Lô này lô này con xin giao lưu giá 500k nha cô chú anh chị, 4 cây. Chiều cao là tầm khoảng 30 cm trở lại nha. Rồi con xin lên lô tiếp theo nha. Rồi, lô tiếp theo là lô này khoảng 40 cm nha cô chú anh chị, chiều cao
và chiều cao bộ đế nó tầm khoảng là 15 cm một cây trở lại ha, cũng như cây này là cỡ được 15 nè, dưới cây này nè. Đó, còn hai cây mé hai mé ngoài thì nó thấp hơn ha, nhưng mà con đảm bảo cái rễ là nó dài hơn 15 cm, tại vì con trồng còn sâu ở dưới nữa. Đây, cái này mình lấy ngón tay trỏ so sánh ha. Cái này cũng cỡ ngón tay trỏ nha chú anh chị. Đó, rồi lô mã số 6 có giá là 400k cho bốn em này, bốn em chân dài ha. Rồi tiếp theo là mấy em chân dài đây, chân dài mà lại to đó nha cô chú anh chị. Nói chung là hàng khủng. Đây, cô chú anh chị có thể so sánh nha. Đó, rất là bự ha. Cái này rất là khủng nha cô chú anh chị, cỡ ngón giò cái à. Chân lại dài nữa nè. Ở còn tí nha, xé luôn. Tại vì xé thử một cái cho cô chú anh chị có thể thấy được ha. Phải thấy được cái này nó bự cỡ nào, tại vì nhìn ở trên màn hình cũng không có thể nào mà biết được hết cái cây ở ngoài hết. Đây, nói chung là rễ tuốt ở dưới cô chú anh chị nè, cây bự hơn con tay cái rất là nhiều ha. Bộ đế là, nói chung là bộ đế còn khoảng một khúc ở dưới đây nữa nha cô chú anh chị, là bộ đế tầm khoảng là 15 cm á. Cây này cũng vậy luôn nha, cái này là thuộc cụm rừng nè. Đó, cái này thì một cốt cũng chân dài luôn. Đây, nhìn rễ tới đây là hiểu rồi ha. Còn sâu dưới này cũng vậy, cỡ ngón tay cái luôn nha cô chú anh chị. Rồi để con quay cái bộ tàn của nó ha. Đó, mấy em này thì có cây cao khoảng 50 cm luôn nha cô chú anh chị. Đó, lô số 7 này thì con giao lưu giá 760k nha, 4 cây 760k. Rồi mấy cây này nãy giờ con lên là chưa có bao gồm phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Đó, nếu như cô chú anh chị thích cây nào thì xin liên hệ con qua số điện thoại là 0387849762 gặp mẵng ha. Đó, rồi con xin tạm dừng video tới đây. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem. Nói chung là ở trên đây là chỉ để cho nó mát rễ, nó phát triển thôi nha cô chú anh chị. Chứ thật chứ chắc là rễ nó còn xuống bao nhiêu đây nữa nè. Tại vì con trực tiếp là tay con trồng mấy cây này nên con biết mấy cây này ha. Sẵn này xé ra lấy nữa. Chứ chắc con mời mốt chắc sồi đế ra quá, chứ để gì cô chú anh chị khó lựa. Đây, khủng lắm. Ngủ đế mấy em này khủng lắm nha cô chú anh chị. Nguyên cục nè, cầm không giáp luôn. Nói chung là nó nhồi trong cái chậu này. Rồi, thật sự mà nói thì clip này hơi dài một tí, tại vì con chưa có chuẩn bị kỹ cho cái clip này. Tại vì
con cái này công việc nó hơi nhiều nên con tranh thủ con quay tí rồi con đi đóng hàng, để mai mốt con sẽ quay, con sẽ sôi đế đàng hoàng đồ hết rồi con sẽ quay cụ thể ha. Thì lô này hầu như thì cây nào nó cũng tương tự như cây nấy thôi, có cây đó là bự nhất, cây này là bự nhì, tới cây này, tới cây này, nói chung là cây nào cũng na ná nhau không à. Thì mấy em này là thuộc là chân dài hết nha cô chú anh chị đó, tại vì lô này là 4 cây giá trị nó hơi cao 760.000 nhưng mà con chưa có soi, chưa có soi kỹ, thì cô chú anh chị có mua thì liên hệ con kêu con soi rồi chụp hình lại cái lô này ha. Thì giờ này con cũng đang chuẩn bị đóng hàng rồi, gần tối rồi, con xin tạm dừng video tại đây à. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem à.